Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam rất là quý mến. Hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2015. Y sư Thánh Gióng chúng tôi tường trình và cảnh báo cùng toàn thể đồng bào Việt Nam rất là quý mến của chúng ta được rõ. Kính thưa đồng bào quý mến, ở đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và kế bên nữa là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và kính thưa đồng bào, đây là hình ảnh chúng tôi làm đậm hơn để cho đồng bào xem xét chi tiết rõ ràng hơn. Và đây là hình màu gốc như thế nào chúng tôi in ra như thế. Đồng bào có thể vào trang website của chúng ta để xem xét về những phép lạ này. Cùng lúc phụ giúp tôi có ngân sách để tiếp tục thông báo một cách mạnh mẽ hơn và bao la hơn để cho cộng đồng thế giới, mỗi người trên khắp quả địa cầu được biết gấp, bởi vì đây là sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng đã hiện ra trên mây và đã kêu gọi người Việt Nam chúng ta cùng nhau phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đây là địa chỉ đồng bào có thể gửi check hoặc money order về địa chỉ này. Sau khi copy những hình ảnh này cũng như sang nhạc tĩnh tâm trên trang website của chúng ta. Tất cả những hình ảnh này đồng bào có thể copy trên trang website của chúng ta và để trong nhà của mình, để nơi làm việc của mình, cũng như phân phát cho nhiều người được biết. Tất cả nhân loại cần được biết gấp về những phép lạ này, vì đây là những phép lạ cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra và sẽ có chiến tranh động đất, đói kém, và cũng như sẽ có một số quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Đây là hình ảnh Thượng Đế cho tội hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết là sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Đồng bào nhớ nghe lời tôi cảnh báo và học hỏi gấp về những phép lạ này, đồng thời phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa, Y sư Thánh Gióng chúng tôi tường trình và cảnh báo từ Văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Hôm nay là 30 tháng 11 năm 2014. Thánh Gióng chúng tôi kính chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng đồng bào kỳ tới. Và nhớ, đây là cơ hội tốt nhất và là cuối cùng cho những ai ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức, thì hãy gửi check hoặc money order về địa chỉ này để phụ giúp tôi có ngân sách thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa, Y sư Thánh Gióng thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay.